Tôi thấy chị Trà My có vẻ là có câu hỏi muốn gửi đến các bác sĩ đúng không ạ? Tôi đi biểu diễn thì thường thường phải đi workout ấy. Thì cái việc tôi đi workout nó có ảnh hưởng gì đến cái xương khớp không? Bởi vì nếu mà đi lâu ấy thì tôi cảm thấy nó cứ bị tức chân và nó rất là nhức. Thế nhưng mà cái nghề nó phải thế rồi thì không có lẽ đi chân đất. Thế nhưng mà thực ra tôi cũng đã rất hạn chế rồi. Thì cũng xin ý kiến của các bác sĩ xem là nếu cái workout đó mình hạn chế thì nó cũng có khắc phục được một phần nào về vấn đề xương khớp không ạ? Nếu mà ở cái sinh lý bình thường ý, khi chúng ta bước đi thì trọng lượng của cơ thể nó đổ vào gót chân nhiều. Từ gối xuống gót chân nó sẽ thẳng trục. Còn khi chúng ta đi workout thì trọng lượng cơ thể nó hơi đổ ra phía trước xuống mũi chân của mình nhiều hơn. Và khi vậy thì là cái trục của cơ thể nó cũng hơi có chút thay đổi. Và khi cái trục thay đổi thì đương nhiên là cái sức chịu lực của cơ thể nó cũng sẽ bị yếu đi. Chính vì thế đi workout thì nó tạo cho các cô thiếu nữ là có một cái dáng nó uyển chuyển hơn, ngực thì hơi đưa ra phía trước. Thế thì nó sẽ tạo được cái bước đi mình sẽ uyển chuyển, sẽ đẹp hơn. Nhưng nếu mà mình đi lâu, đặc biệt nếu như các bác mà đi workout mà cứ đi lên đi xuống cầu thang hoặc đi ở những cái bậc hoặc những cái vùng mà mặt phẳng nó không được phẳng ấy thì cái cảm giác đau nó sẽ tăng lên. Đấy. Thế thì trong lúc mình biểu diễn mình có thể phải đi workout, nhưng mà ở ngoài thì mình nên thay đổi cái work của mình. Thế thì nó cũng là bệnh liên quan đến nghề nghiệp đấy ạ. Ví dụ như nghệ sĩ múa thì rất hay thoái hóa khớp cổ chân. Thế rồi những cái người mà phải đi workout cũng hay thoái hóa khớp cổ chân. Thế còn những người mà làm các cái công việc mà phải bê vác thì lại hay thoái hóa khớp háng chẳng hạn như thế, nó thoái hóa cột sống, thì nó cũng là một cái liên quan đến nghề nghiệp của mình. Có nghĩa là mình phải đi dép, đi guốc đấy bằng thì cái trọng lượng nó bị đều hơn. Tức là bên cạnh lúc nào mà cần biểu diễn của nghệ sĩ thì chúng ta bắt buộc phải mang, nhưng mà sau đấy thì sẽ cần có những động tác massage là thư giãn để chân chúng ta sẽ quay về trạng thái